Có thể nói xương máy giống như một bộ đồ tới từ tương lai. Nó được thiết kế để giảm áp lực lên vai, đôi chân và đôi tay người thông qua việc gánh vác một phần hoặc toàn bộ công việc mà cơ bắp của người đeo xương máy phải thực hiện. Vì điều này, ngay cả khi phải chở theo hàng nặng, người dùng xương máy cũng tốn rất ít công sức. Xương máy hoạt động dựa trên một bộ pin gắn kèm. Nó được trang bị vô số cảm biến gắn với vùng ngực và các khớp chính trên cơ thể người sử dụng, có thể phát tín hiệu mà cơ bắp gửi tới não bộ. Tín hiệu này sau đó sẽ được xương máy xử lý để điều khiển các động cơ của nó, tạo ra những vận động mà người ta thường dùng cơ bắp để thực hiện như đứng lên, ngồi xuống, đi bộ, vận chuyển hàng hóa và leo cầu thang. Ngoài ra, xương máy còn nhiều ứng dụng khác, đơn cử như nó giúp người bị liệt có thể cử động trở lại như đứng lên, ngồi xuống và thậm chí là đi lại. Bên cạnh ứng dụng y học, xương máy còn mang lại lợi ích cho những người phải làm việc nặng nhọc như công nhân, nông dân và binh lính. Nó giúp tăng sức mạnh và sự nhanh nhẹn cho họ, giúp cải thiện năng suất lao động. Trong ứng dụng quân sự, xương máy làm tăng sự dẻo dai và sức mạnh cơ bắp. Trong tương lai gần, xương máy sẽ đủ mạnh và gọn nhẹ để binh lính có thể dễ dàng chở theo mình tới 100 kg mà không gặp khó khăn gì về sức khỏe.